nhà xuất bản trẻ vừa ra mắt độc giả ấn phẩm Quân đội Tây Sơn, lịch sử bằng hình ảnh của Đào Nguyên Khánh. Là người con của Bình Định, tác giả đã dành nhiều năm tìm hiểu, sưu tầm tư liệu để hoàn thành cuốn sách. Khánh thực hiện cái quyển sách sử về quân đội Tây Sơn lịch sử bằng hình ảnh là bằng cách là sử dụng nhiều tư liệu hình ảnh về thời quá khứ, cũng giống như là hình ảnh của các hiện vật vũ khí, áo giáp cổ mà hiện có vẫn còn đang được lưu giữ ở bảo tàng ở trong nước và nước ngoài, nhằm mục đích là giúp toàn bộ người đọc của mình giống như là xuyên không về quá khứ để thực sự đắm chìm vào trong cái không khí của thời đại đó. Và cái điều thứ hai nữa là cái cách viết trong cái quyển sách thì nó giàu tính hành động, có nghĩa rằng là nó rất là ngắn gọn và nó thể hiện một cái chất hào hùng một cách tốt nhất có thể. Sách gồm 5 chương xoay quanh triều đại Tây Sơn Nguyễn Huệ với các nội dung diễn biến thời cuộc, quân đội, hỏa khí, chiến thuật và chỉ huy, giới thiệu hình ảnh, vũ khí, tư duy chiến thuật. Đặc biệt, những trận đánh lẫy lừng của Quang Trung Nguyễn Huệ như trận Rạch Gầm Xoài Múc, trận Ngọc Hồi Đống Đa. Nhiều thông tin và gần 250 ảnh, tranh minh họa từ những nguồn tư liệu trong và ngoài nước được sắp xếp trình bày hấp dẫn. Độc giả còn có thể quét mã QR trong sách để xem các video sinh động. Về mặt vũ khí thì mình tái sử dụng là mình sử dụng toàn bộ những cái hiện vật vũ khí hiện đang được lưu trữ tại Bảo tàng Quang Trung Tây Sơn hoặc là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Về mặt hai trận đánh, cái quan trọng lớn nhất là mình phải hiểu rất rõ là trang phục của binh lính giữa hai bên. Thứ hai là về mặt là vũ khí của hai bên, bởi vì cách thể hiện trên chiến trường là cũng phải rất là quan trọng, đặc biệt là mình phải làm rõ về vấn đề hỏa khí. Trận Rạch Cầm Xoài Múc thì mình vẽ một cái bức tranh là đã diễn ra cái kết cục là sự hoảng loạn của quân Simla sau khi mà bị lọt vào một cái trận địa phục kích và toàn bộ cái đoàn thuyền của quân Simla đã bị đắm. Và còn riêng cái trận Ngọc Hồi Đống Đa là mình diễn tả một cái cảnh là quân Thanh trong Ngọc Hồi Đống Đa đã bị bao vây bởi mấy vạn quân của quân Tây Sơn, và đặc biệt là ở trung tâm chính là vua Quang Trung là đứng trên một cái ngọn đồi cao để quan sát và điều khiển toàn bộ diễn biến của trận đánh. Hiện nay sách lịch sử ở trên thị trường Việt Nam mình đa phần là sách khảo cứu, cho nên là chữ nhiều hơn in hình. Nhưng với cuốn sách này, Khánh chọn một cái cách tiếp cận khác là cách tiếp cận trực quan, hình ảnh nhiều hơn chữ để minh họa cho những hiện vật nè, chi tiết nè, trận đánh nè. Cho nên đây là một cái cách làm sách sử tương đối mới. Ở trên thế giới thì cũng không có mới lắm đâu, nhưng mà ở Việt Nam thì đây là cách mới. Nhà xuất bản trẻ muốn đưa bạn trở về thời đại Tây Sơn với cuốn sách này. Đào Nguyên Khánh làm kinh doanh nhưng lại yêu thích lịch sử Việt Nam. Với ấn phẩm này, anh dành nhiều thời gian chọn lọc hình ảnh, đặt họa sĩ vẽ tranh, xử lý tư liệu. Sau 5 năm, anh đã hoàn thành cuốn sách mà mình tâm đắc. Ấn phẩm phù hợp với các bạn trẻ muốn tìm hiểu lịch sử và là tài liệu tham khảo ý nghĩa trong trường học.